Xin chào mừng mọi người đã đến với TikTok. Thì như các bạn đã thấy trên bàn, hôm nay chúng ta sẽ một sản phẩm rất mới. Đây là dầu gội đầu đến từ Ra. Và nếu các bạn đang băn khoăn về một dòng sản phẩm dầu gội giá rẻ mà chúng ta không có quá nhiều lựa chọn ấy, thì đây sẽ là một trong những phương án để chúng ta có thể bổ sung vào trong những cái lựa chọn đó. Với dầu gội đầu của Ra, chúng ta sẽ có dung tích 300ml. Và các bạn đang nhìn vào cái thiết kế của nó. Ở đây thì chúng ta đang có một cái thiết kế đúng như theo cái tên của hãng, chúng ta sẽ có một thiết kế nó đơn giản, nó hiệu quả nhưng mà nhìn nó vẫn khá là sang trọng, đúng không? Về tông màu chủ đạo của sản phẩm này, chúng ta sẽ có tông màu trắng này. Và ngoài ra thì mình cũng không muốn đánh giá quá nhiều về cái thiết kế bao bì của sản phẩm. Mình thấy đây là một cái thiết kế bao bì nó khá đơn giản thôi. Các bạn cũng hoàn toàn có thể thấy ở trên vỏ hộp chúng ta, từ phần cách sử dụng này rồi những cái phần lưu ý khi sử dụng sản phẩm, mình thấy đây sẽ là một trong những cái thiết kế nó khá đơn giản thôi. Còn đây chính là cái phần thiết kế bên trong của chúng ta với sản phẩm dầu gội đầu. Đây chính là chai dầu gội chúng ta, với dung tích chỉ vỏn vẹn khoảng tầm 300ml, và cái giá các bạn chi ra cho sản phẩm này khoảng tầm 250k đến 270k, thì mình thấy đây cũng sẽ là một khoản đầu tư hợp lý. Các bạn sẽ không phải sử dụng những dòng sản phẩm dầu gội nó quá thị trường, mà thay vào đó các bạn sẽ có những dòng sản phẩm dầu gội nó chuyên dụng dành cho anh em nam giới hơn. Và hiển nhiên đây sẽ là một dòng sản phẩm dầu gội dành cho nam giới, cho nên cái sự tiện lợi của nó sẽ được đôn lên hàng đầu. Và chúng ta đang có một dòng sản phẩm dầu gội và xả 2 trong 1, đúng rồi, nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất nhiều trong cái việc chi phí mà chúng ta chi ra một lần để chúng ta có thể sở hữu một sản phẩm dầu gội, hoặc thậm chí là bên cạnh đó chúng ta mua thêm cả một dòng sản phẩm dầu xả nữa, gần như là cái giá tiền của chúng ta gấp đôi. Mà đôi khi là các bạn sẽ không sử dụng được hết cái dòng sản phẩm dầu xả đó. Thậm chí bản thân mình là một người khá là chăm sử dụng dầu xả, nhưng mà để mà bảo là một cặp dầu gội cả xả mình hết cùng một lúc ấy, nó khá là khó. Tất nhiên là mình cũng phải nhắc lại nha, các bạn sử dụng dầu xả đơn lẻ nó sẽ vẫn rất là tốt. Còn nếu các bạn có những dòng sản phẩm dầu gội đầu 2 trong 1 như thế này, thì mình vẫn khuyên các bạn là nên có thêm một dòng sản phẩm tinh dầu để cái việc bổ sung độ ẩm dành cho mái tóc vào cuối ngày của chúng ta sẽ luôn đạt ở ngưỡng tốt nhất. Còn cái dòng sản phẩm dầu gội xả 2 trong 1 này, nó có chức năng thay thế cho một dòng sản phẩm dầu xả, không có chức năng thay thế hoàn toàn. Sử dụng tốt nhất vẫn nên có các dòng sản phẩm dầu xả chuyên dụng nha. Và những cái dòng sản phẩm này nó sẽ tiện cho các bạn, để các bạn có thể sử dụng này, các bạn có thể cầm đi du lịch này, và các bạn sẽ không phải đầu tư quá nhiều chi phí cho một lần mua. Thì đây sẽ là những cái hay ho của nó. Cái điều ấn tượng của bản thân mình với sản phẩm này đó chính là về phần mùi hương, đúng rồi. Với một dòng sản phẩm dầu gội giá rẻ mà mình đang có một cái tông mùi nho vani. Nếu các bạn đang chưa biết đến cái mùi này, thì cái tông mùi nho nó sẽ lại cho chúng ta cái sự chua chua, mát mát. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là fresh mỗi khi mà sử dụng. Và bên cạnh đó, cái mùi vani khi mà kết hợp vào ấy, chúng ta sẽ có một chút ngọt ngọt, ấm ấm. Từ cái tông mùi fresh thoải mái đó, chúng ta sẽ có sự bay bổng thoải mái đó, chúng ta sẽ cộng hưởng thêm một chút ngọt ngào. Thì đó sẽ là một trong những cái mùi mà mình tin sẽ khiến cho các bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu mỗi khi sử dụng sản phẩm này. Nó sẽ là một sản phẩm khá hợp lý với cái mùi hương để các bạn có thể bắt đầu ngày mới hoặc cuối ngày trước khi về nhà. Thì đây sẽ là một sản phẩm khá hợp lý để các bạn có thể gội rửa và tạo một cái năng lượng mới dành cho bản thân của chúng ta vào mỗi buổi tối dành cho gia đình. Thì đây sẽ là một trong những tông mùi mình đánh giá khá cao này. Còn về hạn sử dụng của sản phẩm này, chúng ta sẽ có 12 tháng sử dụng kể từ khi chúng ta mở nắp và 3 năm kể từ ngày sản xuất. Và dung tích của sản phẩm này chỉ đơn giản là 300ml thôi, bởi vì là cái dòng sản phẩm này hiện tại giá cả của nó đang khá là mềm mại để các bạn có thể mua và trải nghiệm, cho nên là mình đánh giá đây sẽ là một cái dung tích nó khá vừa phải. Nó không nhiều đến cái mức để mà chúng ta có thể dùng xả láng, nhưng mà nó vừa phải để chúng ta có thể tự dùng từ từ và chúng ta thay lọ mới. Nếu các bạn thích, các bạn có thể thay lọ mới. Còn nếu các bạn không thích, các bạn có thể trải nghiệm tiếp các dòng sản phẩm dầu gội tiếp theo. Nó không bị ngán. Đây là một cái dung tích mình thấy nó khá vừa phải này. Tiếp theo đó nữa, về công dụng của sản phẩm này thì rõ ràng là một sản phẩm dầu gội thì hiển nhiên nó phải có công dụng là vệ sinh cái mái tóc của chúng ta, đúng không? Đúng rồi, với sản phẩm này cũng vậy, nó có công dụng làm sạch mái tóc của chúng ta, mình cảm nhận khá rõ. Nhưng nó để lại độ ẩm. Bản chất đối với cả những dòng sản phẩm dầu gội xả 2 trong 1 là một dòng sản phẩm dầu gội nó vương lại độ ẩm trên mái tóc của bạn. Nó đủ độ ẩm để các bạn có thể cảm nhận được độ mượt, nó đủ độ ẩm để các bạn có thể cảm nhận được độ ẩm, nhưng mà nó lại không đủ độ ẩm để làm cho mái tóc của bạn trở nên nặng nề. Thì đây là một trong những điểm mình đánh giá khá cao với dòng sản phẩm này. Ngoài cái việc khi gội đầu với sản phẩm này mái tóc của mình có trạng thái dễ chịu ra, thì cái tông mùi hương của sản phẩm cũng làm cho bản thân mình cảm thấy rất thoải mái. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm rất là hay ho. Còn đối với đối tượng sử dụng sản phẩm này, thật ra với bản thân mình thì cái việc sử dụng các dòng sản phẩm dầu gội 2 trong 1 như này đến thời điểm hiện tại phục vụ cho chúng ta cái vấn đề tiện lợi, đúng rồi. Anh em nào thích cái sự tiện lợi thì đây có thể được coi là một trong những sản phẩm anh em nên sở hữu. Nó nhỏ gọn, nó tiện lợi để các bạn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, các bạn đi du lịch hoặc là các bạn sử dụng tại nhà đều rất là ok. Còn với những trường hợp nó phù hợp hơn nữa đi chẳng hạn, thì các bạn có thể có những mái tóc tẩy nhuộm khô sơ, các bạn đã qua hóa chất, các bạn uốn rồi chẳng hạn, thì đây sẽ là những dòng sản phẩm rất ngon để các bạn có thể sử dụng. Nó bổ sung độ ẩm để cho mái tóc, các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến một dòng sản phẩm dầu xả. Thay vào đó, các bạn chỉ cần dùng một chút tinh dầu dưỡng tóc khi mà các bạn gội đầu với sản phẩm này xong thôi là chúng ta đã có một mái tóc ngon choét rồi, nó đủ độ mượt, tóc khỏe là tóc đẹp.
đúng không nào? Thì cái sản phẩm này sẽ phục vụ cho các bạn cái vấn đề là tóc khỏe, tóc đẹp. Đó, nó hay, nó gọn, nó tiện. Và nếu các bạn đang cần bọn mình review thêm về dòng sản phẩm dầu gội đầu của Ra mà thời điểm hiện tại bọn mình đang có, thì các bạn hoàn toàn có thể ghé vào fanpage của Dickshop để bọn mình có thể được trực tiếp tư vấn và hỗ trợ thêm cho các bạn về những dòng sản phẩm bọn mình đang có. Hoặc đơn giản là các bạn đang cần bọn mình review bất kể các dòng sản phẩm gì thì hãy nhớ để lại phần comment nha. Xin chào và gặp lại.